Mấy ní hôm nay của tôi sẽ có 4 sự lựa chọn đây. 4 sự lựa chọn dành cho những bạn nào hôm nay bấm like clip của bé Thịnh. Và các bạn nhớ nha, xem clip của mình, đa số các bạn không chịu bấm like với bé Thịnh gì hết trơn. Các bạn nhớ nha, bấm like clip của bé Thịnh nè, rồi đăng ký kênh nữa, rồi các bạn sẽ nhận được quà của mình đây. Đầu tiên like, đăng ký kênh, và các bạn comment xuống ID nhân vật và chọn ra cho mình. Các bạn thích gói cướp biển nghịch ngợm độc quyền này thì các bạn chọn, hoặc là các bạn chọn một trong ba cái màu này nha, màu xanh, màu vàng và màu hồng. Nhớ nha, 4 cái này thôi nha các bạn nhé, 4 cái này thôi sẽ là món quà tặng cho các bạn trong clip ngày hôm nay của tôi đó. Rồi ok nhớ. Cuộc chiến đầu tiên là mình sẽ dùng 23 tấm vé này để mà có thể chinh phục được cây cần câu cá mập cơ khí này nha các bạn ơi. Hy vọng là trong cái thử thách ngày hôm nay giữa KC và vé carbon thì đố các bạn bên nào sẽ ra được cần câu trước nha. Lâu lắm luôn rồi thì mình chưa có một cái video nào mà mở hộp bốc thông như ngày hôm nay. Rồi hôm nay thì mình đã quyết định, cũng giống như là mình đã thực hiện đúng lời hứa với các bạn, đó là mình sẽ dùng hết tất cả các vé carbon cũng giống như là KC để mà mình có thể săn được cái cần câu cá mập cái khí này. Nếu như mà có nó thì mình sẽ đi săn được quái vật, còn nếu như không có thì chia buồn các bạn luôn. Ok rồi, các bạn cùng xem mình mới nha. Vé thứ ba của mình thì đã thấy tạch rồi đó mọi người. Rồi bây giờ tôi còn 20 vé cuối cùng nha. Công trình mình góp, cứ đúng là mình góp đến bữa giờ chắc cũng phải cả tháng trời rồi các bạn. Cả tháng rồi, lại một cái tóc ngắn sóng biển nữa, cái gì vậy trời. Ơi, bé ơi. Thì mình sẽ cố gắng mình survive mấy cần câu cá mập cá khí này. Mình thấy có nhiều bạn mở 270kc đã ra được hai cần rồi. Nhưng mà ở trong clip ngày hôm nay của mình thì mình hy vọng là 1000kc thôi cũng được các bạn, không cần 270 đâu, 1000kc ra cũng được. Mà bây giờ là tôi thấy hơi tạch tạch nha. 23 vé của mình, bây giờ chỉ còn lại đúng 17 vé nữa thôi. Thì 17 vé này thì theo các bạn là nó có ra wow. Ok, một cái bộ đồ thám hiểm nha. Nói chung thì tất cả món đồ còn lại hầu như là mình full hết. Mình chỉ thiếu mỗi cái món cần câu nữa thôi là mình sẽ full luôn cả cái hộp này rồi. Và nếu như bây giờ mình có cần câu này và cả cần câu sói nữa thì nói chung ạc của mình hơi bị ngon các bạn ơi. Vừa có cả cần câu rồng, cần câu nêu, cần câu cá mập cái khí, cần sói. Ui, nghĩ tới thôi là mình lại có thêm động lực để mình mở tiếp. Rồi 14 vé còn lại mọi người ơi. Theo các bạn hộp này có ra không mọi người? Mình nghĩ là hộp này sẽ ra đó các bạn ơi. Tại vì rồi thôi xong rồi, xong rồi nó cứ ám mình cái gì vậy ta? Nó ám mình cái bạn đó hoài luôn á mọi người. Quái đạn đi chứ. Ok lại nè. Lại này các bạn ơi, hộp này chắc chắn là phải ra rồi. Nghi nghi này, có cái mùi này. Rồi có cái mùi tóc ngắn, thề cái tóc này nó xấu thật các bạn. Nói ai buồn đáng chịu nha, mình riêng mình là mình thấy cái tóc của cái hộp này rất là xấu nha. Cả đồ cũng vậy nữa các bạn, cả đồ cũng vậy nữa. Đồ cũng xấu y chang luôn. Vậy mà bây giờ trời ơi, chắc bây giờ mình mở hết cái đống này chắc mình ra mười mấy bộ đồ luôn. Uầy ơi, ba lô nữa. 10 hộp cuối cùng đó mọi người ơi, 10 tấm vé cuối cùng để chuyển sang cái chế độ đó chính là 2300kc. Và tất nhiên rồi, mình còn nhiều cái cách mình, tức là mình còn nhiều cái phương án dự phòng lắm các bạn, cứ yên tâm, tôi còn nhiều cái phương án dự phòng lắm. Sau hai cái này đó, nếu như mà không ra đi chắc toàn thiệt mấy nấy ơi. Rồi mở liên tiếp luôn mọi người ơi, khúc này là mình kiểu không nổi nữa rồi. Ra ui, oh my god, trời đất ơi, cái mũ bảo hiểm. Ok rồi, cái gì đây? À, cái bể cá các bạn ơi, cái bể làm gì nữa. Thôi xong rồi. Rồi tiếp tục lại cái bàn nữa rồi. Rồi nữa. Cố lên mọi người ơi, hai vé cuối cùng nữa. Rồi tạch luôn, một vé cuối cùng. Một vé cuối cùng, một vé cuối cùng mấy đi ơi, cứu Thịnh, cứu bé Thịnh. Ôi tôi xong rồi. Ok, cuộc đại chiến lần thứ hai 2306kc. Theo các bạn thì cái trận thứ hai này thì mình có thể ra được cần câu hay không các bạn nhờ? 2000 mấy kc đó không phải là con số ít, mà cũng chẳng phải là con số nhiều với những bạn nào mà có nhiều kc nhá. Theo ý với mình đó, thì 2306kc này thì nó rất là nhiều nha mọi người. Nhưng mà để mở cái cần câu này á, thì nó lại rất là ít. Mở cần câu này ít nhất các bạn phải có 5000kc. Nhưng mà thôi ok, mình nói chung là hôm nay là clip là thử thách đại chiến giữa kc và vét carbon. Cho nên là mình sẽ mở 10 hộp đầu tiên ghế trường hàng hải nha. Hy vọng các bạn, mình chỉ cần là 1000kc là sẽ ra rồi. Cái cửa sổ trường hàng hải này, bầu cái bàn trường hàng hải. Rồi tiếp tục. À, rung quá Manny ơi, tôi rung quá. Vé thứ tư, bàn trường hàng hải. Vé thứ năm, rồi mở tất cả luôn đi. Thôi xong Manny ơi, cái gì vậy trời. Oh my god, 270 kim cương tiếp theo, 10 hộp tiếp theo nha mọi người ơi. Rồi các bạn cùng nhau đếm nha.
Thật sự là mình không thể nào mình kiềm chế đôi tay của mình được các bạn ơi. Bây giờ nếu như mà có 10.000 KC mình cũng mở hết luôn á. Thật sự là mỗi lần mà mở hộp là mình giống như là mình bị ai đó hối thúc mình phải mở liên tục với Thành ơi. Mở liên tục luôn. Ui, mở liên tục luôn. Mở liên tục rồi, tạch nữa rồi mấy nấy ơi. Còn có 1.766 kim cương. Ờ rồi mày gọi rồi. 1.766 kim cương. À, không thể tin được mọi người á. Không thể tin được tại sao mình có thể đen như vậy được các bạn. 23 vé đã ra đi rồi. Vô lại đi các bạn ơi, lại nè. Nãy giờ là mình đi rửa tay rồi các bạn. Mình đi rửa tay, mình làm đủ thứ, mình làm đủ mọi cách để mà có thể xả xuôi cái đôi bàn tay của mình rồi. Bây giờ vô lại nha. Đâu rồi? Đây. Tiếp tục ngày hôm nay 1.706 kim cương. Rồi, 10 hộp tiếp theo. Cái gì đây? Chỉ cần nghe tiếng thôi là biết liền. Nghe tiếng thôi. Ủa. Cái gì vậy? Cái bể cá nữa. Mình nghe cái tiếng là mình nghĩ chắc là cũng phải đồ tím rồi đó, nhưng mà rồi nữa luôn mà. Mọi người ơi, cứ bé Thịnh đi các bạn ơi. Hôm nay mình làm clip rồi, mở tất cả tạch luôn. Ok, tiếp tục, bây giờ là mình ghiền quá rồi. Không ai mà cản nổi mình khúc này nữa các bạn, thề luôn. Rồi, một cái mũ bảo hiểm nữa, thôi xong luôn. Khúc này là không ai cản nổi mình nữa mọi người. Rồi, dày luôn. Chậu, ở chậu hoa chứ các bạn, chậu hoa hải quỳ. Thề, cái chậu này nó bám mình, trời ơi. Ok, mở tất cả đi. Mở tất cả. Rồi, tạch hết luôn. Ok, hai món đồ tím nữa. Giờ làm sao đấy các bạn ơi, còn 1.226 này. Có nên nữa không mọi người? Clip thử thách hôm nay của mình thấy là có vẻ là hơi tốn ấy mọi người ạ. Hơi tốn, nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình còn chiến thuật dự phòng nữa. Tạch luôn, tạch hết, mình không có nặng trường hợp nữa các bạn. Nặng trường hợp lâu lắm, mình không chịu nổi mọi người ơi. Thề là tôi không thể chịu nổi nữa. Vẫn tạch nó luôn nha. Rồi, bữa nay bạn nào mà có cái trường hợp giống như mình mà mở mấy trăm hộp mà không ra được cần câu á, thì các bạn để lại cho mình một cái comment dưới đây nha. Thật sự là được event lần này là tôi thấy quá hút các bạn, quá đen luôn. À, ba cái mũ bảo hiểm luôn. Thề chắc mình tái chế hết luôn quá. Rồi, tiếp tục 10 hộp nữa nha mọi người ha. 10 hộp nữa nha. 10 hộp cuối nha mọi người, 10 hộp cuối. Hộp đầu tiên, một cái ba lô. Rồi, mở tất cả. Trời, không có một món tím luôn. Giỡn hay đùa vậy? Từ từ các bạn, để mình đổi tí nha các bạn. Mình đổi tí nha, mình đổi vị trí tí nha. Thề. Đứng cho đó đen quá. Từ từ mọi người, mạng hơi lắc tí nha. Rồi. Rồi, xong rồi, ok, ra bờ lên xa nhá. Ra ngoài đây thì ra ngoài này thì hy vọng là sẽ hên hơn nha mọi người. À, các bạn đợi tí nha. Mình đứng tí cho nó bớt đen các bạn ơi. Đen quá. Clip thử thách của mình cái kiểu gì mà chả biết nữa. Mình không, lúc đầu mình nghĩ là 23 vé là sẽ ra rồi á. Còn nếu như mà khó lắm á thì 1.000 KC là ra luôn. Nhưng mà công nhận là Thịnh đen thì vẫn là Thịnh đen các bạn. Bé Thịnh đen vẫn là bé Thịnh đen thôi. Đen nhất server luôn mọi người, quá đen luôn. Chắc mình nghĩ không ai đen hơn mình nữa. Rồi các bạn yên tâm đi, mình vẫn còn phương án dự phòng cho cái được sự kiện mở hộp cần câu cá mập cơ khí lần này. Hy vọng là tới mấy ngày còn lại thì mình sẽ ra hết nha mọi người ha. Rồi vô. Tiếp tục. Tạch luôn. Rớt luôn rồi. Rồi xong. Rồi đen luôn. Đen nữa rồi. Hộp cuối cùng. Đen. Ôi. Không có một món tím luôn. Chơi khô máu luôn các bạn ơi. 416 vé đúng không? Hoặc là 416 KC đúng không? Rồi tiếp tục nha. Vô nè. Chắc mình nghĩ phát cuối này ra đó mọi người ơi. Phát cuối này ra. Chứ làm sao mà tạch như vậy được. Rồi xong luôn. Xong luôn. Rồi mở tất cả. Tạch luôn. Ok. Mở từng hộp này mọi người ơi. Vô nè. Mình chịu không nổi đó mọi người ạ. Bây giờ mình nặng trường hợp biết không biết khi nào mới xong video nữa. Mở luôn này. Khô máu luôn. Hộp thứ hai. Ôi 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 hết hồn. Nghe cái tiếng là mình nghĩ đâu là đồ VIP rồi. Rồi bộ đồ thám hiểm luôn nhá. Ok, 86 KC 2 hộp nha các bạn. 2 hộp 60. Nhận thêm KC phụ nữa chắc là được 3 hộp các bạn, 3 hộp nữa. Vô nè, hộp đầu tiên. À, rồi, tạch nữa các bạn luôn, hộp thứ hai. Lần này mà không ra nữa thôi xong luôn á mọi người ơi. Rồi, hết luôn các bạn, hết rồi. Ok, rồi, tiếp tục mình sẽ nhận thêm các xe phụ nữa mọi người. Thề, làm video thử thách kiểu này chắc mình nghĩ là một năm có một lần nữa bạn. Một năm đúng một clip thôi. Bạn nào mà xem được cái video ngày hôm nay của mình á thì đúng là may mắn luôn. Một năm mình chỉ làm đúng một cái clip như thế này thôi. Không thể nào mà có hai clip như vậy được các bạn. Một clip mà mình phá như thế này thì ai chịu cho nổi mọi người ơi. 7 KC nữa nè.
Rồi chưa hết đâu, chưa hết đâu. Các bạn xem hết clip đi rồi các bạn mới biết được. Bây giờ là mình sẽ mở thêm một hộp nữa đi. Rồi mình sẽ dùng phương án dự phòng của mình nha. Ok nhá. Rồi đó rồi. Ơ, à đây đây, đây hai KC nữa. Rồi, đó, hai KC. Vô, vô 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 vô. Biết đâu các bạn, biết đâu được đúng không? Biết đâu được cái hộp này ra thì sao đúng không? Vô nè. Mở. Mở cái bát lên. Ôi trời bạn. À, cay thế nha. Sạch rồi các bạn ơi, sạch rồi, sạch rồi. Rồi, ok. Sau một hồi mình lay hoay mãi thì cuối cùng thì mình cũng đã tiếp tục đến cái phương án dự phòng của mình nữa. Rồi, đây là phương án dự phòng của mình các bạn ơi. 25kc và 5 vé nữa nha. 5 vé nữa nha mọi người. Làm sao mà mình có thể chịu đầu hàng được? Các bạn biết bé Thịnh mà không thể nào mà tôi đầu hàng được. Đúng rồi. Không thể nào mà bé Thịnh đầu hàng với cái hộp này được. Rồi, các bạn cứ yên tâm tiếp tục mình nạp thêm và mở thêm 5 vé nữa nha mọi người ha. 5 vé nữa nha. Hơi bị đầu tư rồi đây. 1. Rồi. Vô. 2. Hai hai. Rồi, cái bể cá nữa, cá thì không có mà bể quá trời luôn, cuối cùng mình đựng cái gì đây? Rồi, tiếp tục. 3. Ờ, ok, kiểu cái bảng này. Quái đạn thiệt. Ok, hộp thứ tư. Thôi mình thấy mùi các bạn, mình thấy nghi rồi. Ok, mở luôn đi. Rồi đấy. Mọi người ơi, cứu bé Thịnh. Rồi, xong bé Thịnh ngày hôm nay rồi, hộp cuối cùng nữa nha mọi người ơi, hộp cuối cùng nữa nha. Rồi, xong luôn. Không ai cứu nổi bé Thịnh chuyến này rồi. Clip này đăng lên chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn buồn luôn. Và đây cũng là một thông tin vui cho những bạn nào đang xem clip của mình nữa. Đó là ngày hôm nay các bạn sẽ có thêm một cái cơ hội nữa nha. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên đợi cuối giờ các bạn nhớ nha. Nên đợi cuối giờ các bạn tham gia. Tham gia sớm chắc chắn các bạn sẽ đua không lại những bạn nào mà học giỏi với siêng năng đâu. Cho nên là các bạn đợi cuối giờ. Đây là cơ hội cuối cùng cho các bạn lấy 10 vé carbon nữa. 10 vé này mình hy vọng là sẽ ra được vé cần câu nha. Ra được cần câu nha. Đây là cơ hội cuối cùng cho mọi người nha. Nhớ đấy. Và nhớ là đợi cuối giờ tham gia. Và tiếp tục ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên game sẽ có một cái vé movie VIP pass mới. Độ gia tốc 2, tăng tốc 6, tốc độ 4 và một chỗ thôi nha mọi người ha. Chỉ có một chỗ thôi. Và quan trọng nhất, mình cũng không hiểu sao dạo này anime cứ cho mấy cái mũ nó là nền VIP các bạn nhờ. Rồi, và đây chính là cái đuôi nha các bạn ha. Cái đuôi nha, đây chỉ là một cái đuôi thôi. Đuôi này là để dùng trang trí làm đẹp thôi nha mọi người. Trang trí làm đẹp thôi. Và đây là bộ đồ nè, và cái đuôi nè. Nhưng mà mình thấy cái đuôi này mọi người hình như là nó không có liên quan gì tới cái bộ đồ á. Có nghĩa là cái đuôi này các bạn gắn vào trong cái bộ nào cũng được á. Có nghĩa là các bạn dùng ở trong nó, nói chung là nó giống như là một cái món phụ kiện mới mọi người. Các bạn dùng ở trong bộ nào cũng được, mình thấy nó cũng ok, hợp lý. Nhưng mà cái đuôi này hình như là nó không có cử động nhiều nha các bạn ha. Rồi, mà mình cũng chả hiểu sao nó lại là nền VIP nữa. Nghĩ mình chắc là do nó có cái hiệu ứng bong bóng nổi lên á. Đấy, chỉ vậy thôi các bạn ơi. Nói chung thì hôm nay chỉ có thế thôi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là hôm nay. Trời đất ơi, cái gì đây? Cái bộ đồ này nó quay trở lại hả? Mà nó lại còn giảm giá nó quái cái chữ. Ngày xưa mình mua cái bộ này là 164k tiền. Mà hôm nay nó giảm nặng luôn các bạn ơi. Nó giảm xuống còn có 71 thôi. Rồi, và tiếp tục nữa. Rồi, mấy ní ơi, hôm nay mấy ní của tôi. Rồi, nhớ nha, like đăng ký kênh nè. Rồi, tiếp tục quay trở lại cái phần bốc thăm của mình đi. Rồi, cái hộp cần câu cá mập cơ khí. Một ngày thì các bạn sẽ có được 3 lượt mở. Một ngày có 3 lượt mở. Chẳng lẽ 3 lượt này nó không ra được cần các bạn nhờ. Rồi, ba lô nha. Ok, vô nè. Một ngày các bạn có 3 lượt, các bạn lưu ý nha. Một ngày các bạn có 3 lượt. Rồi, tiếp tục lượt tiếp theo. Wow, mọi người ơi. Rồi, lại tạch nữa. Lại tạch nữa đúng không? Nhưng mà thật sự là bây giờ mình cũng muốn các bạn ạ. Mình cũng muốn là nó sẽ ra được cần. Cho nên, ít gì đây? Bộ đồ hả? Rồi, mình có đồ luôn các bạn ơi. Ok, mình có đồ voi luôn. Rồi, cho nên là ngày hôm nay chắc là mình sẽ dùng dùng một chiến thuật cuối cùng nữa mọi người. Thì mình sẽ lấy 5 vé nữa nha. Ok, mình sẽ lấy 5 vé nữa. Các bạn đợi mình 30 giây nha. Đợi tôi 30 giây nha mấy đứa ơi. Siêu, mình đã quay trở lại rồi đây với một cái diện mạo mới. Thì hy vọng là cái diện mạo này nó sẽ giúp cho mình ra được cực câu các bạn ơi. Hôm nay sẽ là clip thử thách đại chiến mở hộp. Nhưng mà thật sự là mỗi lần mà mình làm cái clip này mà nó thiệt với các bạn luôn là mình cảm giác mình rất là ức chế game mọi người. Tại vì là trừ những bạn nào mà hên lắm nha, các bạn có thể mở 10 hộp ra được 2 cần. Nhưng mà có rất là nhiều bạn luôn mở 5.000, 6.000, 7.000 KC, có thể là hơn nữa vẫn không ra cần luôn. Và những bạn này á, cũng có thể là góp ý với game
game như thế này này, đó chính là game phải ra thêm một cái tính năng, đó chính là một cái tính năng bảo hiểm nha. Ví dụ như mà các bạn nó mở tới cái móc mà 150 hộp hoặc là 200 hộp rồi á, thì cái tính năng bảo hiểm này nó sẽ phát huy tác dụng, nó sẽ giúp cho các bạn 100% xác suất là các bạn sẽ ra được cần đó. Thì cái tính năng bảo hiểm này nó không hề ảnh hưởng tới game luôn, mà những bạn nào mà mở tới cái móc đó rồi thì chắc chắn là đã gọi là cống hiến cho game quá nhiều rồi, cho nên bắt buộc là phải có một cái tính năng bảo hiểm đối với những bạn đó nha mọi người. Mình thì mình không có đòi hỏi nhiều, tại vì là nói chung là mình ít khi mình mở các bạn, mà mỗi lần mình mở thì cũng mấy ngàn kim cương. Ok, ừ, mấy ngàn kim cương. Thì những bạn đó cũng có comment, nó cũng có góp ý với game là nên ra cái tính năng bảo hiểm cho nhân vật nha mọi người ha, cho cái ạc của mình á. Thì mình thấy tính năng này cũng khá là hay. Ok, mình chỉ góp ý vậy thôi, còn nếu như các bạn nghĩ sao thì tùy mọi người nha. Rồi, bây giờ thì chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi, làm sao mà thiếu khỏi cái này các bạn ơi. Mình đã thực hiện cái tính năng dự phòng này rồi. Và từ nay cho đến cuối ngày event đó là mình cũng sẽ cố gắng mình góp lại kim cương. Có thể là mình sẽ nạp gói, mình góp kim cương thêm nha mọi người ha. Bây giờ là mình sẽ nhận tiếp tục được 5 vé nữa. Uầy, là hôm nay mình đã mua 2 gói các bạn ơi. Uầy, quẩy trưởng thiệt chứ. Quẩy cái trưởng mấy ní ơi. Rồi, 2 gói nhá. 2 gói nhá, 2 gói cho ngày hôm nay. Đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày ra đây. Xong nói với tôi là mấy đứa ơi. Ok, đây chính là cái bé mập bé cần câu cá mập cơ khí. Trong tất cả các cần câu quái vật á, thì mình rất là thích cần câu này luôn, cực kỳ thích. Những cần câu còn lại thì bình thường, nhưng mà cần câu này rất đặc biệt luôn, đó chính là hình thù của con cá mập cơ khí nha mọi người ha. Rồi, và cần câu này thì xác suất nó ra được quái vật rất rất là nhiều, mặc dù rất nhiều, nhưng mà đa số lên thì hầu như là lên quái vật rất nhiều luôn. Cho nên là nếu như bạn nào mà có nó rồi á, thì nhớ ràng cho nó cái chỉ số phụ cực kỳ ngon lên, là bảo đảm các bạn luôn, sau này ra thêm quái vật mới các bạn phải dư sức các bạn câu nha. Rồi. Và thật sự là mình, đó, tôi biết ngay mà, tóc ngắn sông biển hoài luôn. Clip này đăng lên mấy mấy lần cái buồn thịnh nha. Chắc là mình phải đi xả stress các bạn. Tôi phải đi gọi là nghỉ dưỡng vài hôm, vài tuần lễ thì nó mới quên được cái ngày hôm nay. Quái trưởng thiệt. Ok, hộp thứ 3 nha mọi người. Game quá hút các bạn ơi. Nói chung mà đợt trước thì mình cũng đã mở rất rất là nhiều. Bạn nó có xem clip của mình các bạn biết nha. Đợt trước thì mình đã mở rất là nhiều vào cái hộp này rồi. Đợt này thì lại cần nhiều như vậy nữa thì nó vẫn không ra nữa mọi người. Quái cái trưởng thiệt. Ok, nói chung thì cũng có clip cho các bạn coi là ok rồi. Đó, buồn thì cũng có buồn một ít, nhưng mà bù lại thì có clip cho các bạn xem. Ra đồ này, trùng trùng các bạn ơi, trùng rất nhiều nha. Trùng quá trời đồ hết, chưa tính cả nội thất nữa mọi người. Nhiều đấy, 23 cộng 5 cộng 5 là 33 cộng 2K3 nè. Rồi cộng số kim cương mình mở lẻ tẻ nữa, rồi cộng số kim cương đợt trước nữa, nói chung nhiều hơn dự tính các bạn ạ. Và từ đây cho đến cuối ngày, cuối cái event này nữa chắc chắn là mình sẽ mở lại. Với lại thì đợt này á, game ra event rất là chậm nha các bạn ha, cho nên là game cứ lặp đi lặp lại những cái event cũ thôi. Nên là các bạn cũng thông cảm giúp game ha. Tại vì đợt này mình nghĩ chắc là game cũng hết ý tưởng các bạn, hết ý tưởng rồi, làm gì còn ý tưởng nữa. Cho nên là đợi tới ngày 22 tháng 8 thì tụi mình sẽ mới biết được là hôm đó sẽ thay đổi tính năng mới gì, với lại cập nhật thêm cái gì nha. Còn bây giờ bạn nào mà xem tới đây rồi thì đừng quên để lại một like nhớ nha, để mà an ủi tôi nha. Tôi làm clip cho các bạn coi mà các bạn không like chứ tôi khóc cả ngày luôn quá. Trời đất ơi, quái cá trưởng thiệt mấy đi ơi. Ok, dạo gần đây thì tôi thấy một cái thông tin đang rất là hot, đó chính là về cây gậy fandom, gậy phát sáng của G97 nha mọi người. Thì mình có xem cái thông tin này hôm qua hôm kia rồi, mà mình không ngờ là cái game của mình á, nó có thể cosplay tất cả mọi thứ ở trên đời luôn mọi người. Tất cả các cái trend nào mà xuất hiện nổi tiếng hay là ở đâu nước ngoài cũng vậy, cái Việt Nam cũng vậy luôn, thì đều có mặt ở trong game của bọn mình hết. Thì đây sẽ là một cái gậy phát sáng G97. Thiên Lý ơi, em có thể ở lại đây không? 997 tiền sao cho một cái gậy fandom như thế này. Và tất nhiên rồi, đây chỉ là một cái ý tưởng của người chơi thôi, của bạn Phạm Minh Tiến nha. Bạn này thì mình thấy có nhiều cái ý tưởng cũng độc lạ lắm, đặc biệt là lần này. Mà nhưng mà đa số các bạn đều vào comment, các bạn bảo là ủa, cái cây này tại sao không phải là 5 triệu mà lại là 997 tiền sao? Mình cũng không hiểu sao các bạn nói vậy luôn mọi người. Nhưng mà mình riêng như mình nghĩ thì mà nếu như mà có cây này á, chắc chắn luôn cái lượt bán ra sẽ rất là đông nha mọi người, cực kỳ đông luôn. Tại vì fan của G97 rất là nhiều nhá. Và bạn nào mà thích cái ý tưởng này thì đừng quên vote cho bạn Tiến cho mà xuất hiện ở trong game nha mọi người á.